đừng vội nghĩ là hôm nay phóng viên của Cà Phê Sáng với VTV3 có thể thảnh thơi để thưởng thức hải sản ở giữa lòng thành phố như thế này ạ. Thực ra thì mục đích quan trọng nhất của chúng tôi tại quán ăn này đó là chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt. Những cô gái xinh đẹp như thế thì phải dành cho các biên tập viên nam, không phải là tôi. Không phải ạ, quý vị đừng hiểu lầm ạ, không phải nhân vật này ạ. Nhân vật đặc biệt đã xuất hiện và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Đây chính là cái điều đặc biệt mà tôi chờ đợi ở quán ốc này ngày hôm nay đấy ạ. Chú Nheo này có một cái tên rất là dễ thương, đó là Bé Hợi ạ. Chào Bé Hợi. Bé Hợi được 2 năm, mấy đứa nhỏ đi làm nó về, nó ở trong rừng nó đem về nó cho để rồi nuôi nó để mà vui vẻ, với cái nhất là không có con nhỏ nên nuôi để làm con, đến giờ là nuôi lớn nó đang khôn. Lúc mới mang về nhà mình thì nó to bằng khoảng như nào? Dạ không có, có 1,5 kg, 1,5 kg. Thế là bằng khoảng thế này. Dạ đúng rồi. Thế mà bây giờ thành thế này? Dạ, cân nặng nó là 117 kg. Cái chú nuôi mát tay thật đấy. Có ai thích là ăn bánh lăng với là phao câu, mình ăn cái gì đó mình cho nó ăn là nó giả hồn các loài hồn. Để kiểm định chúng tôi đã tặng cho bé Hợp những trái cherry để xem nào. Sáng là chú dậy sớm, chú làm xong chua công chuyện xong rồi, bắt đầu chú thả với ra nó, chăm sóc nó lại, để cho nó ăn uống để vui vẻ với mấy đứa nhỏ chơi. Rồi nó chơi với lại chú chó, với mấy đứa nhỏ là nó bu lại nó ăn uống rồi chơi. Bao nhiêu lâu thì tắm giặt vệ sinh cho bạn một lần? Là sáng là khoảng gì là 9 giờ sáng, 10 giờ nó ra tắm nó. Kẹo mút thì cũng là món sở trường của bé Hợi đấy ạ. Xin mời. Ồ, bạn ấy rất giỏi ạ, còn biết nghe nghe quay kẹo ra đấy ạ. Tặng cho bé Hợi một cái nữa nha. Ôi, chị ơi. Thiệt là thông minh đó. Khốn, nó là tục vàng lắm. Khi nào sống thì nuôi, chết thì đem đi thiêu, chứ không có ăn thịt được nó thì đó thương nó. Một góc Sài Gòn nhộn nhịp hối hả nhưng cũng thật bình yên bởi những nụ cười và tình yêu, bởi lòng nhân ái mà con người dành cho nhau và cho cả những loài vật gần gũi quanh ta.